Sau đây thì mình xin hướng dẫn các bạn cái cách để mà xem điểm khi mà mình thi xong cái chương trình EPS Topic thi năng lực tiếng Hàn. Sau khi thi khoảng 10 ngày hoặc 2 tuần thì các bạn có thể xem kết quả và các bạn có thể làm theo các bước như mình hướng dẫn ở dưới đây. Trước tiên thì các bạn vào Google, các bạn search cái trang EPS GOV nào. Enter. Các bạn có thể kích vào cái link này eps.go.kr này. Các bạn bấm vào đây nhé. Sau đấy tiếp theo là các bạn bấm vào cái trang web eps.hrdkorea.or.kr này. Hoặc là các bạn vì là cái đường link này nó hơi dài nên mình phải làm qua cái bước trung gian này. Còn nếu như các bạn nhớ được cái đường link này thì các bạn có thể đánh trực tiếp vào trang web. Ví dụ đây mình đánh trực tiếp vào này. EPS.HRD Korea.OR.KR. Mình có thể vào trực tiếp luôn. Nhầm rồi. EPS. Đây. EPS.HRD. Ok, đây. Đây là giao diện của trang web này. Còn trở lại với cách hướng dẫn trước thì đây, mình hướng dẫn qua cách này đi. Mình kích vào đây nhá. Trở lại bước này này, kích vào đây này. Đây là bước chọn ngôn ngữ này. Chọn bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Hàn. Mình chọn tiếng Anh đi. Đây cũng giống như trang chủ đây thôi. Đây là trang chủ của trang web này. Đây là lịch thi này. Ví dụ như đây là lịch thi năm 2020 này, sắp tới này. Giả sử như mình kích tạo đây đi. Đây là lịch thi này. Ngày đăng ký, đây là ngày đăng ký thi này. Đây là ngày mà mình sẽ biết được ngày 7 tháng 1 này là mình sẽ biết được thông tin về ngày thi ca thi của mình này. Và đây là ngày thi. Ok, trên cái thanh này thì có cái phần mà test result này, có nghĩa là xem kết quả thi này. Mình bấm vào cái phần xem kết quả thi nhá. Ở đây bên trái của nó có pass list, có nghĩa là những cái người mà danh sách những cái người mà thi đỗ. See exam result là xem kết quả thi. Thì mình muốn xem điểm thi thì mình kích vào cái phần See exam result này. Bấm vào đây nhá. Tiếp theo là mình điền phần thông tin cá nhân. Passport là số passport, còn ID card là số chứng minh thư của mình. Thì ví dụ như bạn đăng ký thi bằng số chứng minh thư thì bạn điền số chứng minh thư, còn nếu bạn đăng ký bằng số hộ chiếu thì mình điền số hộ chiếu. Ở đây mình điền bằng số chứng minh thư nhé, điền này, điền số chứng minh thư này. Đây các bạn điền số chứng minh thư vào đây này. Ở đây là ngày sinh năm này, 93 này, tháng này, rồi tháng 7 này, ngày, các bạn chọn ngày sinh. Đây mình ví dụ là mình sẽ xem cái điểm thi của mình nhé. Các bạn sau khi điền số chứng minh thư xong rồi, ngày sinh, năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, các bạn chỉ confirm, confirm ở đây này. Đấy, nó sẽ hiện ra cái thông tin điểm. Các bạn, đây là thông tin điểm này. Có thông tin tên mình này, ngày sinh này, số danh thi này, số điểm đây. Đây là số tổng điểm 168 điểm. Và nếu mà các bạn thi đỗ đạt ấy, thì nó có sẽ có chữ pass màu xanh ở đây. Còn nếu mà các bạn thi trượt ấy, nó có chữ fail, có chữ fail màu đỏ ở đây này. Đấy. Đơn giản thôi, cái cách mà mình xem điểm nó đơn giản vậy thôi.
Ok, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình.